Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Đường đi nhiều chướng ngại, và núi cao mòn dọn mình quay đầu. Đôi chân vẫn từng bước chạy, như bậc thẳm đang chờ ngay sau. Tay run mồ hôi vẫn chảy, chống ngược vẫn từng nhịp thay nhau. Cơ hội này ta nắm lấy, dẫu trong gai làm tay đau chảy máu. Ta không cần nói dông dài, cứ gồng mình mà vươn vai. Đã từng sông pha những trận sống mãi, để thành công kia đã ươm trái. Thất bại dần lên sự thông thái, và quá khứ đúc thành tương lai. Vấp ngã chỉ là một dấu phẩy trong một trang sách dài. Vì đã bao lần từ sâu anh mang những gian nan cho ta phó mặc. Đã bao lần lặng nghe những số phận không nô ta. Đã bao lần đôi gục bên vai, phía trước con ta vẫn miệt mài. Khi trở lên trong tim là những khát vọng sụp sôi. I risk it all for glory, no feeling sorry. Challengers bored me, I absorb all the agony for glory. No feeling sorry, challengers bored me. I absorb all the agony for glory. Giao ngày một dài, đấu trường danh vọng ngày một lớn, thì những chiến công nghe càng đầy tai. Từng hy sinh sẽ được đáp lại, chiến thắng chẳng thiên vị một ai. Bao nhiêu lần vươn qua sỏi đá, để giờ sừng sững như một tượng đài. Những con đường song song nhưng cùng chí hướng, một cộng đồng có chung lý tưởng. Thật kỹ lưỡng từng đường đi, nước bước và cán địch bằng nỗ lực phi thường. Đứng giữa Liên Quân vẫn lừng lững, mắt hướng trời đất mà sừng vương. Và cờ đã phất là son bằng hết tất cả những thứ cản đường. Đã bao lần từ sâu anh mang những gian nan cho ta phó mặc. Đã bao lần lắng nghe những số phận không nô ta. Đã bao lần đôi gục bên vai, phía trước con ta vẫn miệt mài. Khi trở lên trong tim là những khát vọng sụp sôi. I risk it all for glory, no feeling sorry. Challengers bored me, I absorb all the agony for glory. No feeling sorry, challengers bored me. I absorb all the agony for glory. I absorb all the agony for glory. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng của Garena Liên Quân Mobile.